Khi mà chị Tường mới mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Thấy một người đang tìm kiếm. Thấy người nữ gia đình. Người gia đình. Sao? Thấy thích. Hay thích. Mới nhìn là cái biết là người phụ nữ gia đình luôn. Hay dữ vậy đó hả? Thấy ánh mắt rồi. Thích rồi phải không? Chịu khó, dạ thích. Rung động rồi phải không? Dạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chàng trai đã ngồi đây rồi, Cát Tường sẽ ra để đưa cô gái vào và chúng ta bắt đầu câu chuyện. Rồi, trước mặt có cái bàn rồi đó, em đưa tay ra. Ngồi sát xuống ghế nha. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Em tự giới thiệu rồi, em tên là Lê Hữu Phước, 34 tuổi, quê ở Vũng Tàu. Hiện tại em làm công ty lóc lóc, là bên bộ phận chỉnh lý, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất. Và ngoài ra còn nhà làm vườn, trồng điều với tiêu với lại rau sạch rồi. Ở đâu? Cây trái ở Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay chỗ Thái Dịch. Vừa đi làm công ty. Dạ. Mà vừa ở nhà trồng tiêu điều nữa. Tiêu điều với rau sạch rồi. Rau sạch nữa. Quá đã. Cây trái rồi, quá trời. Cây ăn trái à, ví dụ trái gì? Trái măng cục, sầu riêng, bơ. Vậy hả? Nhà rộng lắm hả? Có vườn rộng lắm hả? Dạ rộng, ngồi mặt đường chính luôn á. Mặt đường chính luôn? Dạ. Đang ở nhà với ai? Nhà ở với ba mẹ, nhà có con trai một, còn hai đứa em gái. Hai đứa em gái rồi, có gia đình chưa? Dạ có rồi. Gái đi ra riêng đi theo chồng hết rồi? Dạ, ở gần đó luôn. Ở gần vòng vòng đó luôn, còn trong nhà mình ở mình với ba mẹ thôi. Dạ, ba mẹ, bà ngoại nữa. À, có bà ngoại nữa, ở chung với ba mẹ với ngoại. Quê gốc mình là ở đâu? Gốc ở Quảng Ngãi mà vô đây, em sinh ở trong này lâu rồi, sinh ở trong này từ nhỏ rồi. Rồi, em gái, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Tạ Thị Trắng Tươi. Em đến... Cái gì tôi? Tạ Thị Trắng Tươi. Tạ Thị Trắng Tươi. Trời ơi, nghe cái tên thấy trắng tưng bừng rồi ha. Em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại là em làm nhân viên văn phòng. Tây Ninh ở khúc nào? Dạ, ở Trắng Bàng, Tây Ninh ạ. Chà, cũng xa nhau, trăm mấy, gần 200 cây à. Có đi Tây Ninh lần nào chưa? Dạ, chưa. Chưa đi Tây Ninh luôn. Đi Bà Rịa Vũng Tàu lần nào chưa? Dạ đi rồi ạ. Đi rồi ha. Thế rồi là mình đang ở với ai? Dạ em ở với mẹ. Rồi giờ yêu xa có ngại không? Dạ không ngại ạ. Ở xa vậy rồi em muốn bao lâu em gặp bạn trai được lần? Thì tùy theo công việc. Nếu mà hai người hợp tính nhau thì khoảng 2 tuần hay là 1 tháng. Bây giờ ở xa vậy rồi em tính, thí dụ mà giờ em mở cái cửa trái tim ra rồi em thích bạn gái quá nè, tìm hiểu thấy ưng bụng quá, rồi bao lâu em thăm ta được một lần? Nếu mà xuất ca thì và bố nghỉ 2 ngày xuất ca thì lên thăm. Mấy ngày? Tuần 2-3 lần. Một tuần đi 2-3 lần, từ Bà Rịa Vũng Tàu chạy lên Tây Ninh tuần đi 2-3 lần. Dạ. Rồi bỏ ăn bỏ làm bỏ. Đâu làm bố nghỉ 2 ngày, em nghỉ 2 ngày liên tiếp mà. À, làm 4 ngày nghỉ 2 ngày. À, nghỉ 2 ngày liên tiếp luôn. Là 2 ngày đó đi lên thăm bạn gái. Dạ. Rồi tối ngủ đâu? Mình tự tìm cách chứ. Tự tìm cách. Trời ơi nghe thấy thương quá. Vậy được không em? Uống tuần là 7 ngày, đi làm 4 ngày nghỉ 2 ngày. Dạ, làm 4 ngày 12 tiếng, nghỉ 2 ngày, hai đêm vậy. Thì cũng mới có 7-6 ngày, còn ngày đâu? Tuần 7 ngày lận. Nó cũng như vậy. Cả ngày thì em nghỉ được 3 ngày luôn, 2 đêm. Thôi tôi cũng hiểu rồi, hai người nói vụ ngày giờ đi sao nói kỳ. Một tuần có 7 ngày, đi làm 4 ngày, nghỉ 2 ngày. Còn ngày đâu? Nó làm ca như vậy, cả ngày cả đêm vậy. Cả ngày cả đêm. Cũng chưa hiểu luôn. Hiểu không? Chưa hiểu. Chưa chút xíu hai người tự tìm hiểu cái vụ ca đó nha. Sao chị rối quá. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chịu khó. Rồi hoạt bát công việc. Giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của em là gì? Nhút nhát rồi hay nhẹ lòng. Nhẹ lòng là sao? Thấy người nào ấy nhẹ dạ. À, nhẹ dạ. Nhẹ dạ cả tin. Dạ dạ. Ai dụ có nhiêu móc hết phải không? Tin người. Hồi đó giờ có bị ai dụ ai gạt gì chưa? Chưa. Chưa gì cũng đâu có gì đâu, có tin hay gì đâu. Tin người là mình ta gạt ta dụ mình gì chứ còn. Dạ dạ. Đúng không? Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Trắng tin. Trắng tươi. Trắng tươi. Dạ điểm mạnh của em là năng động chứ vui vẻ. Điểm yếu là em nóng tính. Nóng tính. Dạ. Nóng tính là nóng tính sao? Trong công việc hay là trong mọi trong thứ? Trong công việc. Rồi nóng tính là nóng tính với ai? Giống như là công việc sai á, nhiều khi mình... Nghĩa là người khác làm mà sai là mình bực mình á hay sao? Người khác làm sai mà trách nhiệm không thuộc về ai á thì mình cảm thấy khó chịu. Về tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trải qua một mối tình. Một mối tình, quen được bao lâu? Dạ, quen được một năm. Rồi sao chia tay?
cái cách suy nghĩ hai người khác nhau nên không có tiến xa được. Cụ thể là ví dụ khác nhau cái gì? Ví dụ em nghĩ gì sao mà người đó nghĩ gì sao? Về cái cách sống thôi. Ví dụ? Em muốn đi làm, bạn đó thì muốn em ở nhà. À, nên hai người không hợp nhau thì chia tay. Chia tay, chia tay được bao lâu rồi? Dạ, chia tay được 1 năm. Năm, từ đó đến nay là có mối tình nào khác nữa không? Dạ, chưa. Có ai để ý chưa, ngắm nghía gì chưa? Dạ, có nhưng mà em thấy không hợp. Dễ thương mà sao không có người để ý được, đúng không? Rồi em ví dụ giờ sau này em lấy vợ em về rồi em có cho vợ em đi làm không hay là bắt vợ em ở nhà? Tùy sở thích của vợ thôi. Em cứ đi làm thì phụ với chồng cũng được. Hai người phụ qua phụ lại, nương tựa nhau. Phụ qua phụ lại là phụ gì? Phụ qua phụ lại là cho kinh tế mình nó phát triển lên. À, có nghĩa là vẫn cho vợ đi làm, nặng kinh tế, phụ hỗ trợ qua lại, đúng không? Chứ không có bắt vợ ở nhà, đúng không? À, như phụ qua phụ lại, tưởng đâu làm công việc phụ rồi đi làm chung vậy rồi về rồi có phụ vợ làm việc nhà không? Có, em siêng năng chịu khó, nhặt đồ cái gì cũng làm. Muốn muốn bắt dâu hay là muốn ở rể? Muốn bắt dâu chứ. Muốn bắt dâu chứ. Đi làm dâu xa được không? Gần mà đi Vũng Tàu gần. Vô gần, ta nói gần, không có xa. Đi làm dâu được không? Dạ, cái đó là tùy theo cái cuộc sống nên cũng phải chấp nhận. Đúng rồi, thật ra lấy chồng phải theo chồng thôi. Chà, mà ta tên trắng tinh mà đi về Vũng Tàu nắng gió chắc đèn. Ôi, đó thoải mái nhà em, thoải mái dễ chịu chứ đó. Rồi, tình trường em sao rồi? Trường xưa cũng có quen một hai ba mối tình. Hai ba mối tình luôn? Mà do hồi xưa trẻ chưa có chín chắn, chưa nghĩ tới sau này lập định để thời gian trôi qua chứ qua vậy thôi. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Có một mối tình cùng họ nên về nhà bà già không chịu thôi. À, cùng họ. Rồi từ đó tới nay bao lâu rồi? 7-8 năm. 7-8 năm nay không quen ai hết trơn trời. Có người làm ai mối mà thấy không hợp nhau rồi thôi. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Biết nấu ăn rồi mấy năm lâu vén như tình. Này còn em, em muốn tìm một mẫu người chồng tương lai của mình là người như thế nào? Chia sẻ trong công việc với lại biết lắng nghe và quan tâm gia đình nhiều hơn. Em biết nấu ăn không? Dạ, em nấu ăn chắc một mình em ăn được. Chắc mình em ăn được, nhưng mà thật có hay nấu không? Nói chung là cái gì mình phải học hỏi, mình học tập và từ từ mình nấu chưa ngon, mình nấu riết nó thành thói quen rồi cũng từ từ nó cũng sẽ ăn được. Dạ. Nói chung người ta chỉ muốn mình biết nấu ăn thôi, còn ngon hay không là chuyện khác. Dạ. Nấu ăn ngon quá mở nhà hàng rồi. Trong nhà ví dụ cơm canh đồ thịt kho cá kho đồ mừng được vậy là được rồi. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi về ngoại hình thì em muốn người chồng như thế nào? Cao hơn em, chững chạc và quan tâm nhiều hơn. Chững chạc quan tâm nhiều hơn. Rồi, em cho các chị coi hình hai bạn coi. Về ba cái đồ. Ba anh này mặt cũng ngang ngang nhau à, khó lựa dữ á. Rồi trong năm cô này có một cô đó thích cô nào gả cho, ráng kiếm đi. Ba anh này sao tự nhiên vô chọn ngay anh này hay vậy? Ủa sao tự nhiên ba anh mà vô chọn chỉ ngay đúng anh đó hay vậy? Lý do? Tôi thấy người này cao. À, mà em thích người cao hả? Đâu phải, tại hai ông này ngồi, ông này ông đứng chứ là phải ông cao. Mà em nghĩ người 34 tuổi là không phải người này. À, mà giờ quyết định mà chọn người nào? Người đó đúng không? Dạ. Rồi giữ đi, lát tôi gả ông đó cho. Bên đây, chọn người nào? Hả? Tại sao lại chọn cái người đứng chính giữa này? 32 tuổi. Phải không? Không biết. Hình sao mắt chị Tường mờ lắm không thấy. Nói chung là cô áo đỏ đó phải không? Rồi giữ yên nguyên nó đi, rồi tôi mở cửa trái tim ra cho coi nè, coi đúng không nè. Mở cửa trái tim. Hay quá, bạn gái hay lắm luôn nha. Bạn gái vừa đưa tấm hình cái chỉ ngay trúng em liền luôn á. Trời ơi. Rồi đây em hỏi cổ có phải cô đó không vậy? Phải rồi. Phải không? Phải hả? Cô áo đỏ đó hả? Hả? Dạ đâu phải đâu. Không phải đâu, quay là hỏi cổ coi cô nào. Cô này không? Em mặc áo màu trắng nè. Trời đất. Đâu đưa cho coi coi. Phải màu trắng không? Người ta nói phải rồi, không lẽ người ta còn gạt mình nữa trời. Vậy là sai xuống rồi. Xuống thì sai rồi. Bởi vì chị cũng thấy rồi, đâu có phải cô này mập hơn. Phúc, em không nghĩ cái cô này. Sai rồi đúng không? Giờ sao? Rồi giờ sao? Giờ đi kiếm cô áo đỏ làm mai cho em hả? Không. Cô này được không? Được. Mà giờ sai rồi, giờ sao? Biết sao giờ. Giờ bị phạt nha. Hát hò hít đất thục dầu. Hát được không? Dạ thôi hát. Rồi hát tặng cổ một bài coi như là phạt đó. Bỏ qua đi mà. Hả? Bỏ qua nha. Sao bỏ qua được? Rồi thì hát rồi bỏ qua. Nó ngồi đi, không cần đứng. Ờ, ngồi biểu diễn thoải mái. Phước hát bài Hãy Về Đây Với Anh. Trời ơi, không biết lựa bài dữ ha. Rồi mời Phước. Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi trước sân,
mình lạnh cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từ hàng cây trướng sân, dường như cũng đã sát sơ yên lòng. Hát cái đó em biết hả? Vậy được không em? Có bỏ qua không? Bỏ qua đi mà. Bỏ qua đi mà. Rồi cái này qua luôn, qua trái tim luôn, không có đi đâu xa hết. Rồi đúng rồi, đưa qua. Lựa nhiều thứ nhưng mà anh chưa lưỡi lưỡi này. Cái đó là cái gì vậy em? Để cái khăn tròn này mùa đông ấm nè, cho em đỡ lạnh rồi à. Những khi nào ấy là nhớ đến anh. Rồi vậy vòng qua bển, đeo vô cho cổ, đeo vô cổ cho cổ luôn. Rồi, đẹp dữ ha, đây cũng phim trường cũng hơi lạnh á. Rồi, cảm ơn em, về chỗ. Hôm nay cái gì? Rồi, tặng luôn. Em có cái viết tặng anh kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Ừ, anh cảm ơn. Rồi, xuống đây hai bạn. Khi mà chị Tường mới mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Thấy một người đang tìm kiếm. Thấy người nữ gia đình. Người gia đình. Thấy sao? Hay, thấy thích. Hay thích. Mới nhìn là cái biết là người phụ nữ gia đình luôn. Hay dữ vậy đó hả? Thấy ánh mắt rồi thấy... Thích rồi phải không? Thấy chịu khó, dạ thích. Rung động rồi phải không? Dạ. Em sao? Em có cảm giác gì không? Khi mà mở cửa trái tim này ra, cái cảm xúc đầu tiên của em là gì? Em thấy anh cũng là một người quan tâm của gia đình. Nhưng mà nhớ cho kỹ là khoảng cách cũng trăm mấy chục cây, đi cũng 3-4 tiếng đồng hồ. Dạ, cái vấn đề nó không sao, để mình cố gắng rồi mọi thứ sẽ thành công. Ví dụ như được yêu nhau là bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Nếu được 3-6 tháng thì... Lẹ dữ vậy, được không em? Dạ, em nghĩ là một năm trở lại. Một năm trở lại. Này, thôi dạ, anh cũng... Mình đã nói vậy thôi, dạ, còn dạ, mình từ từ mình quen rồi mình trả giá. Dạ, đúng rồi. Phải không? Được không? Dạ, dạ, được, dạ, được. Rồi thí dụ như là cổ theo em đi về dưới quê em, rồi em có xin được việc làm cho cổ không? Dạ, ok, cái vấn đề đó thì không quan tâm gì hết. Có gì thì anh tìm cho em việc làm ở gần nhà thì thoải mái lắm. Không, thoải mái mình ta có... Đến, em có mấy em gái em làm công ty rồi. Nhà thì nếu mà cứ muốn kinh doanh thì mở tiệm thì thích đi làm cái gì làm. Anh đắt đai rộng rãi thì mở ra cho em làm. Yeah. Nói chung là kinh tế ổn định nha, vô tư ha. Vô tư. Ổn, được. Nhà ngang mấy mét, dài mấy mét, có chỗ ở không? Rộng không? Rộng rãi, thoải mái. Ngang đâu? Mấy mét, dài mấy mét? 40 mét mặt đường. 40 mét ngang mặt đường? Dài 400 mét. 400 mét mặt đường luôn, bự dữ vậy á. Dạ. Rồi. Có đất rẫy nữa chứ. Có đất rẫy nữa, cái đó là đất ở nhà riêng, còn rẫy riêng. Rẫy riêng luôn. Rồi ai đứng tên? Nhà có mình là em trai một, rồi ba mẹ anh 60 số mấy rồi. Rồi ổn rồi ha, thôi giờ để hai bạn tâm sự riêng với nhau nha. Tường mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ nè, xíu mại nấm đông cô nè, bánh xếp hẹ chiên và giò chó quẩy, nhồi tôm chiên giòn ha. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, tâm sự muốn hỏi gì hỏi nha. Tìm hiểu muốn đánh nhanh rút gọn, 3 tháng 6 tháng là phải hiểu nhau mới được, đúng không? Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Mời em. Dạ mời anh ạ. Mời em nha. Dạ anh ơi. Tiếng ngại quá. Nếu mà trong một cuộc trò chuyện á, thì ví dụ em và anh á xảy ra chuyện tranh luận về một vấn đề đó đúng hay là sai, chưa có giải quyết được vấn đề, thì theo anh thì anh xử lý như thế nào? Cùng nhau bàn bạc từ từ tìm giải quyết. Không, ý đó, em nói là một câu chuyện, một vấn đề đó em và anh ai cũng đều muốn đúng hết. Được, anh để anh chịu thiệt thôi, để em chịu đúng được. Nhưng mà mình nói như thế nào để mình thuyết phục đối phương là đúng hay là sai? Hỏi người lớn mà thử. Câu chuyện của hai người là hai người tự giải quyết, không có thể để người lớn. Khó chứ. Chứ sao đây trời. Thôi cái đó anh suy nghĩ đi, từ từ anh trả lời em cũng được. Nếu đừng từng anh lên thăm em lần luôn được. Nhưng mà thời nay mà công nghệ, nếu mà anh bận hay là em bận thì chúng ta có thể gọi điện nói chuyện với nhau. Còn nếu mà anh lên á thì ví dụ công việc em á ngày đó em nghỉ thì em sẵn sàng. Nếu sau này ấy thì em có thích kinh doanh thì làm gì không? Riêng Em thì không thích kinh doanh cho lắm, nhưng mà em thích đi làm để ổn định kinh tế của mình thôi. Anh biết công ty nhiều, nếu mà sau này có được thì về đó
nhờ mấy đứa em xin giùm cho. Dạ. Anh đã quen với mấy đứa em nhiều quá. Dạ. Anh ăn gì? Anh thấy anh sao? Anh thấy vậy, anh cũng quan tâm, vui vẻ, cởi mở. Dạ. Còn anh nhận xét về em như thế nào? Em cũng hiền, cũng thấy chân thật. Mời anh ăn à? Em ăn đi. Muốn ngại. Em ăn đi chứ sao? Dạ. Em ăn gì? Hả? Em nói gì? Anh có thường đi chơi với bạn không? Có bạn bè cũng rủ đi nhưng mà anh làm biết lắm. Anh làm ra về nghỉ ngơi ở nhà. Rồi thỉnh thoảng ví dụ trong một năm đó anh có thích đi du lịch không? Nếu bạn gái nếu đi thì đi cùng bạn gái thì được. Xưa anh đi giờ lớn làm ăn không cứ đi chơi. Vậy anh ở Vũng Tàu, anh ra Vũng Tàu nhiều không? Hồi xưa em đi quá trời, nhưng giờ chưa đi. Giờ chưa đi Vũng Tàu luôn. Có em thì đi. Có em thì đi. Chờ em đi. Mà anh nấu ăn cũng ngon lắm. Tại em không biết nấu ăn. Em hút về mẹ anh dạy cũng được. Điều gái anh cũng biết ăn sơ sơ rồi chứ. Rồi, tâm sự được nhiều chưa? Sơ sơ hơi, sau này ra ngoài. Rồi vậy mới mốc hẹn hò là hẹn hò ở đâu, hẹn hò sao? Chắc bị thẳng lên quá, chịu khó một tí. Chịu khó một tí hả? Nãy giờ hỏi nhà cửa chưa, biết nhà biết cửa chưa? Nói xuống thổi, Zalo rồi. Chưa đi lần nào biết đường đi không? Mình hỏi chứ. Bây giờ chị hỏi nè, giờ sau này ví dụ như mình lấy vợ về, mình lập gia đình có vợ con rồi đó, thì trong gia đình kinh tế trong nhà ai sẽ là người quản lý? Vợ quản lý. Em không có thiếu tiền. Mình định muốn sinh mấy đứa con? Hai đứa, có trai có gái. Rồi rủ như không có trai có gái thì sao? Nhiều khi gái hết trai hết rồi sao? Sao không được, trời cho sao như vậy? Đúng rồi, chứ tự nhiên muốn trai đứa gái. Bây giờ ăn thua em á. Ai biết cái giống em nó gái gì? Nhưng mà sống tốt thì sao được hết? Sống tốt là được hết á hả? Em nghĩ là gia đình thì hai người cùng chia sẻ. Ví dụ anh ấy gặp khó khăn thì cũng nói để cho em biết, để hai người chia sẻ và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Chứ không phải là khi anh ấy gặp khó khăn thì anh ấy không nói gì thì bản thân mình cũng không biết. Em thì nghĩ như thế nào? Quan điểm thì yêu là em là tin tưởng lẫn nhau rồi nắm tay cùng nhau vượt qua nữa. Thế là hai bạn cũng khá là trùng khớp với nhau ha. Rồi, mở em bóc một lá bài trong này. Đọc lớn lên những yêu cầu của chương trình rồi mình thực hiện nha. Thử đặt tên cho con tương lai của hai bạn và chia sẻ ý nghĩa cái tên. Trời ơi, hay quá. Rồi bây giờ, ví dụ như là đẻ con gái, em đặt tên gì? Đẻ con trai, em đặt tên gì? Đó, ví dụ vậy đi. Anh ơi, nếu mình sanh con gái á, thì anh đặt tên là gì? Gái à? Đó giờ có suy nghĩ tới chuyện đặt tên con chưa? Chưa, tên Phương cũng được. Tên Phương, lý do, ý nghĩa. Người ta hỏi ý nghĩa của cái tên nữa. Tên giờ mình nói cũng chưa biết, tới sau này mình biết được. Nhưng mà mình thích á, chứ hồi chị còn nhỏ xíu là chị hay tính đặt tên con trước hết trơn. Chị nói thiệt, tên dạ. Con chị là chị đặt lúc chị chưa có chồng luôn á. Mình tính trước á, con gái à, tên gì, con trai tên gì mà cuối cùng rất quất á. Đẻ được con đứa. Để bạn hỏi em thì anh nhường cho em đặt đó, em đặt con tên gì? Đặt trước đi anh. Nếu mà con gái á, thì em đặt tên là An Nhiên. Hy vọng bé sẽ vui vẻ trong cuộc sống. Được không? Tên đó ổn không? Hay. An Nhiên. Ông ba phải quá à, ông. À, cái gì ông cũng là đúng là thiệt á, dạy thiệt. Cái gì cũng được. Rồi nếu con trai? Nếu con trai thì em đặt tên là Bình An. Bình An. Con gái là An Nhiên, con trai là Bình An. Tên hay á, được không? Dạ. Yeah. Chắc không? Em họ gì? Họ Lê. Họ Lê. Lê An Nhiên. Còn Lê Bình An cũng được mà, tên hay mà đúng không? Dạ. Rồi bóc thêm lá bài nữa đi em. Rồi đọc lớn lên coi yêu cầu gì trong đó. Ôm đối phương từ phía sau và khẽ nói anh đừng đi hoặc em đừng đi. Làm được không? Ôm đối phương. Ông đọc ôm mà tôi nghe hôn. Ôm đối phương từ phía sau và khẽ nói em đừng đi. Rồi đi qua sau lưng cổ làm thử coi. Xin phép cổ ôm cổ một cái rồi nói coi. Để thôi hồi cổ đi á. Mạnh mẽ lên, tự tin lên. Em xin phép nha em nha. Dạ. Rồi em đứng lên đi, đúng rồi đó. Rồi. Ngại quá vậy. Tự nhìn cổ nhìn tôi làm chi trời. Nói với cổ á. Em đừng đi. Thế này để anh chúc em bấm nút thì anh sẽ biết. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn hai bạn.
cảm xúc trong người thấy sao? Cảm thấy được. Được là sao? Cảm thấy có công giác. Lâu rồi thấy tim không rung động phải không? Vậy thì em phải cố gắng lên ha. Làm sao cho người ta thấy được không? Cái tấm lòng của mình, sự chân thành của mình. Đến đây là một cái duyên của hai mình gặp nhau. Em hãy cho anh cơ hội để em tìm hiểu nhau. Nếu được thì sẽ tiến tới xa hơn. Dạ, em cũng hy vọng qua cuộc trò chuyện hôm nay. Hy vọng anh và em sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nha. Ok. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, cảm ơn hai bạn. Qua đây cơ, qua đứng chung một bên nè. Cũng thay nhau. Và bây giờ hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên. Cho cái ngày đầu tiên mình gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Phép không em? Không em. Rồi, rồi thay mặt cho chương trình chúc cho hai bạn ha sớm hạnh phúc. Đó, đây gửi tặng Mộng một phần quà lập đẹp của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây cùng xem phim với nhau. Thôi nắm tay, nắm tay. Kính thưa quý vị, là một cặp đôi nữa đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau rồi và hy vọng là họ cũng sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn để có ngày sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi chúng ta sẽ tạm biệt và gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc 8 giờ thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các tuần xin chào và hẹn gặp lại.